Xin kính chào quý pháp hữu, mình tên là Phạm Thị Dung, pháp danh Tâm Diệu Hạnh, mình đến từ Quảng Bình và hiện tại đang sinh sống tại Đà Nẵng. Sau khoảng thời gian gần 8 tháng, mình đã học thuộc toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Mình xin chia sẻ kinh nghiệm học tập của bản thân đến quý pháp hữu, mong rằng một chút ít kinh nghiệm của mình sẽ hữu ích cho các bạn để có thể học thuộc và nhớ lâu hơn. Trước khi mình bắt đầu học thuộc kinh, thì việc đầu tiên là mình giữ một tinh thần thoải mái, tập trung. Khi muốn học thuộc quyển kinh nào, mình sẽ đọc qua quyển đó 2-3 lần, rồi phân chia bố cục và chia phần để học. Khi đã chia phần xong thì bắt đầu học từng phần. Mình sẽ tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là một ngày phải học bao nhiêu trang. Mỗi ngày mình sẽ học 3 trang, buổi sáng 1 trang, buổi chiều là 2 trang, còn buổi tối mình sẽ ôn lại 3 trang đó. Cứ như thế cho đến khi học hết phần 1, mình sẽ ôn lại, ghi nhớ nội dung của từng đoạn và xâu chuỗi các đoạn lại với nhau. Thường thì mình sẽ học buổi sáng và chiều, buổi tối mình sẽ ôn và ghi nhớ lại trước khi đi ngủ, sáng mai mình sẽ đọc qua bài cũ và tiếp tục học bài mới. Nếu có đoạn nào khó học, khó ghi nhớ, các bạn hãy đọc nhiều lần, chỉ tập trung vào đoạn đó, câu đó. Mình sẽ nhìn vào trong đoạn hay trong phần đó có câu nào, từ nào có thể giúp mình nhớ được câu hay đoạn đã quên. Sau đó mình sẽ nhắm mắt lại để đọc lại cả đoạn hay phần đó. Việc này cũng giúp cho mình làm quen với việc nhắm mắt khi quay video được tốt hơn. Nhân duyên biết đến Phật Pháp và sự lợi lạc của Kinh Lăng Nghiêm đã tạo cho mình rất nhiều động lực trong việc học và cuộc sống thường ngày. Ý thức được điều đó, mình cũng chia sẻ cho bạn bè, anh chị em trong gia đình chưa biết đến Kinh Lăng Nghiêm, có thể nghe, đọc và học thuộc kinh như mình. Đây cũng là động lực, niềm tin, niềm hân hoan khi học kinh của mình. Nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Nếu có thể được, các bạn hãy tìm một người bạn để cùng học, cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đốc thúc nhau trong quá trình học, cùng nhau xây dựng, cố gắng để hoàn thành kinh một cách tốt nhất. Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm và thời gian, cũng vì mình đang có con nhỏ nên khi nào tốt, khi nào cảm thấy ổn là mình lại học kinh, nghe kinh. Những vấn đề của cuộc sống thường ngày cũng làm trì hoãn cho việc học kinh của mình. Nên khi nếu muốn học kinh, các bạn hãy sắp xếp, lên kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, thời gian hoàn thành, tinh thần tư tưởng ổn định. Như vậy thì sẽ dễ dàng cho việc ghi nhớ và học kinh cũng nhân thuộc hơn. Cuối cùng, mình cũng xin chân thành cảm ơn quý pháp hữu đã gieo duyên, chia sẻ và giúp cho mình biết đến Kinh Lăng Nghiêm. Mình sẽ cố gắng học tập, làm việc, đem đến nhiều lợi ích cho cộng đồng. Kính chúc quý pháp hữu thân tâm thường an lạc, phước huệ ngày càng tăng trưởng, Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.